Xin chào các em, thầy là thạc sĩ Vũ Tiến Thành, chuyên gia toán tự học. Rất vui lại được gặp lại các em trong video bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập nội dung về so sánh hai phân số. Thì đây là nội dung mà các em đã được học ở trong chương trình môn toán lớp 4. Thế nên lớp 5 chúng ta sẽ ôn tập lại. Thầy các em thấy là trong hai phân số ta luôn luôn so sánh được với nhau. Thầy nhắc lại, trong hai phân số ta luôn luôn so sánh được với nhau. Và chúng sẽ ở ba trạng thái. Thứ nhất là lớn hơn hoặc là bé hơn hoặc là bằng nhau. Trong hai phân số ta luôn so sánh được, hoặc là chúng lớn hơn hoặc là chúng bé hơn hoặc là chúng bằng nhau. Vậy thì để so sánh hai phân số thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Thì chúng ta sẽ làm phần 2. Đó là ta sẽ so sánh hai phân số cùng mẫu số. Trong hai phân số có cùng mẫu số thì phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn, còn phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Và nếu hai tử số bằng nhau thì hai phân số bằng nhau. À, đây là kiến thức cũ các em đã học rồi, thầy nhắc lại. Thầy ví dụ thì chúng ta có phân số 3/7 và phân số 5/7. Chúng ta thấy là hai phân số 3/7 và 5/7 thì có cùng mẫu số là 7. Và do đó chúng ta sẽ đi so sánh tử số. Tử số ở đây 3 nhỏ hơn 5 cho nó phân số 3/7, bé hơn phân số 5/7. Tương tự ta có phân số 4/9 và phân số 2/9 thì chúng ta thấy cả hai phân số này có cùng mẫu số. 4/9 có tử số là 4, 2/9 có tử số là 2, cho nên 4/9 lớn hơn 2/9. Như vậy ta thấy là so sánh hai phân số cùng mẫu số thì phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Và nếu hai tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Ở đây ví dụ ta có 6/7 và 6/7, ta cùng mẫu số đều là 7 và tử số của chúng bằng nhau trên hai phân số này bằng nhau. Có dễ không em? Rất là dễ đúng không nào? Thế với trường hợp mà hai phân số đó khác mẫu số thì sao? À, muốn so sánh được thì chúng ta lại đưa chúng về cùng mẫu số. Việc rất là đơn giản. So sánh phân số cùng mẫu số, ta biết cách so sánh rồi. Với so sánh hai phân số khác mẫu số thì ta đưa chúng về cùng mẫu số là xong. Ở đây, phần 3 đó là so sánh hai phân số khác mẫu số. Thì ta có ví dụ là có phân số 2/5 và 4/7. Hai phân số này khác mẫu số, cho nên là để so sánh hai phân số này thì ta sẽ làm thế nào? Ta đi quy đồng mẫu số để đưa chúng về cùng mẫu số. Ở đây ta có
2/5 sẽ bằng ta nhân quy đồng thì em biết cách làm rồi, đó là ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai, đồng thời lấy cả tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất. 2/5 bằng 2 × 7 phần 5 × 7 4/7 sẽ bằng 4 × 5 phần 7 × 5 và bằng 20/35. Ở đây 2 × 7 phần 5 × 7 và bằng 14/35. Như vậy ta có 2/5 thì bằng 14/35, 4/7 thì bằng 20/35. Ta so sánh 14/25 và 20/35 thì ta thấy 14/35 nhỏ hơn 20/35. Vậy ta sẽ có 2/5 sẽ nhỏ hơn 4/7. Thế biết đây, vì 14/35 nhỏ hơn 20/35 nên 2/5 sẽ nhỏ hơn 4/7. Như vậy là thầy đã hướng dẫn các em về cách so sánh hai phân số khác mẫu số. Ngoài ra thì chúng ta còn có phần tiếp theo, đó là với trường hợp đây là sánh cùng mẫu số, thế với các phân số có cùng tử số thì sao? Hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn, và phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Đây là phần số 4, so sánh hai phân số cùng tử số. Thì ví dụ thầy có phân số 2/7 và 2/9 thì ta thấy hai phân số này có cùng tử số là bằng 2, mẫu số của phân số thứ nhất là bằng 7, mẫu số của phân số thứ hai bằng 9, cho nên là ta thấy là 7 bé hơn 9, do đó phân số 2/7 lớn hơn phân số 2/9. Một ví dụ khác, 5/8 và 5/6. Để so sánh 5/8 và 5/6 thì ta thấy gì? Ở đây hai phân số này có cùng tử số là 5, mẫu số của phân số thứ nhất là 8, mẫu số của phân số thứ hai là 6. 8 lớn hơn 6 tức là mẫu số của phân số thứ nhất lớn hơn, cho nên là phân số thứ nhất bé hơn. Có dễ không? Đấy là so sánh cùng tử số, rất là dễ. Và thứ 5 đó là so sánh với 1 thì trong một phân số mà ta so sánh với 1, phân số mà có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1, còn phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. Thì ví dụ phân số 3/4 so với 1 thì sao? À, ta có tử số bé mẫu số và nó nhỏ hơn 1. Phân số 9/7 so với 1, tử số lớn hơn mẫu số và phân số này lớn hơn 1. Thế còn phân số mà có tử số và mẫu số bằng nhau thì phân số đó bằng 1. Thế ví dụ 5/5 thì bằng 1, 11/11 thì bằng 1. Ở trên đây
là thầy đã hướng dẫn các em cách so sánh hai phân số. Và ngoài ra thì nó có nhiều cách so sánh khác nữa. Phần này thì thầy sẽ hướng dẫn các em ở phần so sánh phân số nâng cao. Thế về nhà các em sẽ thực hành luyện tập, và đặc biệt là các em sẽ làm các bài tập mà thầy đã thiết kế trong website học tập vuthienthanh.com để chúng ta thành thạo các kỹ năng. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Tri thức chắp cánh thành công. Để học giỏi toán hãy đến với vuthienthanh.com.